Tannin pha đèn có sao không? Tannin là đánh đèn, vô đây có thể là đánh hông hoặc là đánh từ trên xuống. Pha đèn là các bạn có thể là sử dụng nhiều loại đèn pha lẫn nhau, mà đặc biệt là về màu thì có thể là sử dụng đèn trắng, đèn gì đó rất là nhiều loại tannin. Bây giờ mình đang tannin đèn vách xanh, mình đang để cái hiện trạng tannin như vậy, hai hồ. Đây là cách tannin bình thường. Các bạn thích tannin pha vô vậy, hoặc là dưới đây pha đèn vô, vừa mở đèn này vừa tannin. Cái này gọi là pha đèn em quýt này, mình đã tannin và lâu lâu mình nó ngấn, mình để lên nửa ngày, bạn thấy màu long lanh không? Một cái đèn ống 2 chế độ để trong nước. Có nhiều bạn đang sử dụng cái đèn vét xanh này, hoặc là trong đèn vét xanh trong đây, các bạn lại cùng với cái màu khác để tannin. Tannin là gì? Đánh đèn mạnh vô con cá. Cái màu khác mình không biết, nhưng mà màu led xanh này pha vô thì sẽ mất tác dụng của cái ánh sáng xanh. Tại vì trong cái ánh sáng xanh này á, nó có một cái bước sóng ánh sáng đặc sắc khác những cái ánh sáng màu khác. Khi các bạn mở cái màu trắng này vô thì cái màu xanh nó bị giảm tác dụng xuống. Có nghĩa là gì? Cái cách tannin đó sai đối với đèn led xanh này, nó làm giảm cái độ led xanh. Cho nên đèn led xanh này không pha đèn khác, chỉ sử dụng duy nhất led xanh, có thể là led xanh từ máng và led xanh từ ống. Led xanh máng với ống là một loại led xanh, nhưng chẳng qua là để vô ống, để ngoài máng, cho nên nó là cùng một cái công nghệ, là nó không có phá sóng lẫn nhau, không có phá ánh sáng, cho nên nó tác dụng tốt. Còn các bạn muốn tannin nhiều ít mạnh nhẹ là quyền của các bạn, và con cá của các bạn, và cái hồ của các bạn, và cách chơi của các bạn. Cách mình là tannin mạnh không sao, với con cá lớn và đúng cách thì con cá nó sẽ quen. Cuối cùng khi đó con cá nó được như vậy. Các bạn tắt đèn xem cá sao nhé. Đây, màu cá không đèn. Các bạn có thể thấy là một cá màu đỏ hay là màu hồng gì đó, không biết. Nhưng mà khi lên cây đèn rất là đẹp. Cá của mình vừa tannin vừa chơi, lâu lâu mình thích bỏ đèn led xanh này lên tannin vài tiếng đồng hồ hay là một đêm một buổi gì đó thì con cá đó dẫn lên đẹp. Nhưng mà nói gì nói, các bạn đừng tannin pha nha. Tannin phải như vậy, pha lên thấy cái màu lạ lạ nhưng mà không có tác dụng, làm giảm cái tác dụng cây đèn nha.